cộng nó bằng nhiêu luôn. Thế là mình 18 rồi cộng 2 bằng 27 đúng không? 27 với tổng 127 luôn. Đây là bằng 9 thì được cái bằng nhiêu? 18, 18 cộng 27 bằng nhiêu? Cái này nó sẽ đọc ra được một cái tiêu đề chính của mình. Các nhà. Rồi trao lên là 15 đúng không? Rồi tại chúng tôi dùng được violet nè. Đúng không? Bây giờ mình dùng là